Hôm nay mình nấu súp bí, mình dùng bí hồ lô. Bạn có thể dùng bí đỏ cũng rất là ngon nha. Cho vào nồi chiên không dầu, vặn maximum 200 độ C trong 30 phút. Tùy từng lò mà nhiệt độ và thời gian có thể khác nhau. Tầm 15 phút thì kiểm tra xem vàng chưa, sau đó chở mặt cho bí chín đều. Nướng như vậy sẽ làm cho súp bí rất là thơm. Nếu không có nồi chiên không dầu hoặc lò nướng, bạn cứ bào vỏ rồi xào nó vàng đậm với bơ, xong rồi hầm mềm với sữa hoặc nước dùng. Sau khi hết thời gian, kiểm tra xem bí chín chưa bằng cây xiên hoặc là nĩa. Nếu xiên nhẹ nhàng thì bí đã chín rồi Lấy bí ra ngoài để cho nó nguội chút xíu Nếu còn sượng sượng thì bật lò nướng Nướng tiếp đến khi mềm Nhớ dùng khăn hoặc gắp để lấy nó ra Đôi tay mình nó bị chai sạn mất rồi Đây là độ nóng này mình vẫn chịu được Cắt đôi trái bí ra nó vẫn còn rất nóng này Để nó nguội một chút xíu nữa Múc bỏ phần hạt Nếu bạn thích có thể xay cả phần hạt nhé Rất là nhiều chất xơ Không ảnh hưởng gì lắm đến chất lượng của súp đâu Nạo sạch phần thịt cho vào máy xay sinh tố cho sữa tươi không đường và chút muối vào nếu bạn là người ăn thuần chay thì có thể thay thế bằng nước dùng chay hoặc nước lọc. Mình không dùng kem béo vì kem béo sẽ làm giảm đi hương vị của bí và làm cho món súp quá ngậy. Xay thật là mịn. Rây lại một lần nữa để đảm bảo súp sẽ luôn sánh mịn và không có vật thể lạ trong nồi súp. Bắt lên bếp và đun nóng, nhớ đảo đều không sẽ dễ bị cháy nồi. Nếu súp đặc quá, bạn có thể bổ sung nước dùng hoặc sữa để có độ sánh mong muốn. Súp nên có kết cấu không quá lỏng hoặc quá đặc. Bạn có thể thêm một chút kem béo hoặc bơ lạt vào lúc này. Nêm lại cho vừa với khẩu vị của bạn. Giờ thì chuyển em nó ra tô. Mình thích một chút dầu lưu nguyên chất, bầm nhỏ miếng ngò tây rồi rắc lên trên mặt. Có thêm miếng bánh bị giòn thì hết sảy luôn bạn ạ. À. Chúc bạn thành công. Nếu thấy hữu ích thì tặng mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nhé.